Phan Văn Đức từng bị lãng quên, chỉ có mẹ đón ở sân bay, giờ đã thành ngôi sao nhà nhà tung hô. Từ tấm bé vớt vào đội hình U23 Việt Nam, Phan Văn Đức đã đóng góp một phần không nhỏ vào thành công của đội tuyển. AFF Cup 2018 tiếp tục trở thành sân khấu cho Phan Văn Đức phô diễn bản lĩnh của mình. Từ vé vớt vào đội tuyển U23 đến những chiến công thầm lặng. Xét về độ tuổi, Phan Văn Đức đồng trang lứa với Công Phượng, Văn Toàn. Nhưng khi các đồng đội đã tung hoành khắp các trận giải quốc tế từ SEA Games, AFF Cup, ASEAN, thì Văn Đức vẫn là cái tên chưa có ai biết tới. Trước đây, Phan Văn Đức từng có cơ hội khoác áo đội tuyển U19 Việt Nam vào khoảng thời gian 2014-2016, nhưng không gây được chú ý. Đến năm 2017, khi huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, Phan Văn Đức mới có cơ hội tham gia vào hàng ngũ U23 với tấm vé vớt. Đó giống như một cơ hội từ trên trời rơi xuống cho cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Tại giải U23 châu Á 2018, ban đầu Phan Văn Đức cũng chỉ ngồi ghế dự bị, sau đó có cơ hội vào sân thay người và tỏa sáng. Bên cạnh những cái tên nổi bật như Quang Hải, Tiến Dũng, thì Văn Đức cũng góp một phần công sức không nhỏ vào chiến thắng của đội tuyển ở trận tứ kết gặp U23 Iraq. Văn Đức đã kiến tạo cho Công Phượng ghi bàn mở tỷ số ở hiệp phụ khi nhiều người không thể tin U23 có cơ hội chiến thắng trước một đối thủ quá mạnh là Iraq, thì Văn Đức lại một lần nữa tỏa sáng. Cú dứt điểm cực nhanh làm tung lưới đội bạn ở phút 108 đã thay đổi cục diện trận đấu và tâm lý của chàng trai U23 Việt Nam. Phần còn lại là bàn thắng của Đức Chinh cùng những pha bay người chặn bóng của thủ môn Tiến Dũng đã giúp U23 Việt Nam tiến thẳng vào bán kết và tiếp tục lập kênh kỳ tích. Cùng đồng đội mang vinh quang trở về nhưng lại trở thành người hùng bị lãng quên. Bóng đá là môn thể thao đồng đội, nhưng có một sự thật hiển nhiên rằng chỉ những người trực tiếp ghi bàn mới được nhớ đến. Trở về từ giải U23 châu Á với vị trí á quân, đội tuyển U23 Việt Nam được chào đón nồng nhiệt như những người hùng, nhưng sự quan tâm của người hâm mộ lại không chia đều cho cả đội, trong khi Quang Hải, Bùi Tiến Dũng được ống kính báo chí và người hâm mộ vây kính. Thì ở một góc nào đó, Phan Văn Đức lặng lẽ ôm mẹ, không ồn ào, không hào nhoáng. Hình ảnh Phan Văn Đức đứng ôm mẹ ở sân bay hôm ấy đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, gây nên một cuộc tranh cãi rằng liệu chúng ta có công bằng với tất cả các cầu thủ trong khi Văn Đức đã góp một phần không nhỏ vào chiến thắng của cả đội. Vẫn cái tính hiền lành nhút nhát và thật như đếm, Phan Văn Đức chẳng lấy đó làm buồn phiền vì cậu biết nơi cậu được tỏa sáng thật sự, đó chính là trên sân cỏ. Văn Đức viết trên Facebook rằng cậu chẳng cần gì, chỉ cần mẹ, còn gì đáng quý hơn sự ủng hộ của fan ruột chính là mẹ mình. Còn gì hạnh phúc hơn khi vừa xuống sân bay đã có mẹ ra đón. Trong trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, vẫn là người mẹ ấy đã vượt 330 cây số đến tận sân vận động để cổ vũ cho con. Chỉ cần có sự yêu thương và ủng hộ của mẹ, Văn Đức có thể vượt qua tất cả mọi thứ. Câu chuyện Văn Đức bị bỏ quên ở sân bay mới xảy ra cách đây chưa đến một năm. Để rồi đến ngày hôm nay, cái tên Văn Đức phủ kín các trang báo với một tâm thế khác hẳn. Người ta không còn nhắc đến Văn Đức như một người hùng bị bỏ rơi, mà là một người hùng đang tỏa sáng thật sự. Ngôi sao vụt sáng, Phan Văn Đức đang nổi lên như một vì sao vụt sáng, song thành tích của anh hoàn toàn không phải nhờ may mắn, mà là cả một quá trình kiên trì nỗ lực lâu dài. AFF Cup 2018 chính là sân chơi để Phan Văn Đức thể hiện bản lĩnh của mình. Phan Đức không phải là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải, suốt cả mùa giải anh mới ghi được 2 bàn thắng, vẫn còn kém các đồng đội anh Đức, Công Phượng và Quang Hải kém xa các cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất. Nhưng đội tuyển Thái Lan đã bị loại, còn Việt Nam đang tiến thẳng tới chung kết nhờ một phần công sức không nhỏ của Văn Đức. Tròn trận đấu với Malaysia, Văn Đức đã có công trong cả 2 bàn thắng. Ở bàn mở tỷ số, chính Văn Đức đã mở bóng cho Văn Hậu, thoát xuống cánh trái rồi căng ngang vào trong tạo điều kiện cho Công Phượng ghi bàn. Sau đó, lại là Văn Đức mở đường cho anh Đức băng xuống, phá 7 việt vị và đánh bại thủ môn Malaysia. Trong trận đấu với Myanmar trên sân khách, Việt Nam bị cầm hòa 0-0, nhưng Văn Đức vẫn có một trận đấu cực tốt với những pha dứt điểm nguy hiểm, tạo áp lực lên khung thành của đối phương. Không còn bị người hâm mộ trêu đùa gọi là Đức xà ngang, Đức cột dọc, Phan Văn Đức đã thật sự khẳng định bản lĩnh của mình tại trận bán kết với Philippines. Ở trận bán kết lượt đi trên sân khách, Phan Văn Đức không chỉ chơi tốt và ổn định trong cả trận, mà còn ghi bàn thắng ổn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Đây là bàn thắng cực kỳ kinh tế khi anh đã khôn ngoan, thoát xuống, phát 7 việt vị và bình tĩnh sau kim thủ môn Philippines. Ở trận bán kết lượt về, Văn Đức lại có pha kiến tạo quý như vàng giúp Quang Hải mở tỷ số. Văn Đức chia vui với Quang Hải sau bàn thắng mở tỷ số trong trận bán kết lượt về. Trước đó, một nhà tài trợ đã treo thưởng số tiền lên tới 150 triệu đồng
cho bất kỳ cầu thủ nào ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Người ẵm trọn giải thưởng này là Quang Hải, nhưng Văn Đức, người góp công lớn vào bàn thắng vẫn được Mạnh Thường Quân thưởng nóng 100 triệu đồng. Đây là sự khích lệ xứng đáng với những nỗ lực vượt bậc trong thời gian gần đây của tiền vệ trẻ này. Sở hữu vóc dáng khá mỏng cơm, nhưng Văn Đức không hề kém cạnh bất cứ ai về sức bền thể lực và khả năng tranh chấp cũng như phòng ngự. Không chỉ là một chân sút rất cừ, Phan Văn Đức còn có lối chơi ổn định và có thể đảm nhận bất cứ vai trò nào trên sân, và hầu như trận nào anh cũng để lại ít nhiều dấu ấn của bản thân. Từ mùa giải đầu tới nay, Văn Đức đã thi đấu ở ít nhất 3 vị trí khác nhau. Ở 3 vị trí nào anh cũng hoàn thành xuất sắc, phối hợp ăn ý với đồng đội. Hiếm có cầu thủ nào ở Việt Nam và cả Đông Nam Á có thể chơi tốt ở nhiều vị trí như Văn Đức. Sau trận bán kết lượt đi, bình luận viên Fox Sports đã bình chọn Phan Văn Đức là cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam. Fox Sports đã chấm điểm Phan Văn Đức cao thứ 3 ở đội tuyển Việt Nam với bình luận: Phan Văn Đức đã chơi tốt so với các cầu thủ đá cặp với anh ấy ở vai trò tiền đạo trung tâm trong trận đấu này. Anh ấy đã có nhiều lần gây khó khăn cho hàng phòng ngự của đội tuyển Philippines. Trong phần bình luận sau trận bán kết với Philippines, các chuyên gia châu Á nhận định Phan Văn Đức thực sự đền đáp được lòng tin của huấn luyện viên Park Hang-seo. Với phong độ như hiện tại, tin rằng Văn Đức sẽ còn làm nên chuyện ở trận chung kết sắp tới.